để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Mỹ Hành Đông. Ủy ban nhân dân thị xã có ban hành quyết định khen thưởng cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sau đây xin mời 5 tập thể có tên bước lên phía trên để nhận giấy khen. Trân trọng kính mời đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Mỹ Hành Đông, đại diện tập thể y bác sĩ trạm y tế xã Mỹ Hành Đông, đại diện tập thể y bác sĩ nhân viên trung tâm y tế thị xã Cai Lậy, đại diện cán bộ chiến sĩ công an thị xã Cai Lậy, đại diện cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thị xã, xin kính mời. Dột lưới ra ngoài đi. Này là Thảo. Thảo. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Thức, chủ tịch Ủy ban dân thị xã trao giấy khen cho các tập thể.